chắc 200 nhiều. Đường vô Ô Thục. Vô không có bán là thua luôn. Đường vô Ô Thục là có đường nhựa, nó đi cặp ở bên đội tín dụng. Sao chạy vậy, có rung không hả? Có rung không? Không có hồi hộp không á? Không có hộp gì đâu. Không hồi hộp đâu, ông đau tim á, tôi ông đau tim á, tôi mệt tôi nữa nha. Cái núi trước là núi Cô Tô, nhưng mà cái này là nó ở phía phía nam, ở phía nam núi Cô Tô. Người làm được cái hai người ra, người này là bán được cái người nọ bán theo, cứ mở quán cứ biết cái ba bốn quán, bốn năm quán trong này luôn. Cái hồ nó bên tay trái này. Kêu bằng cái hồ là đập Ô Thục. Cỡ này quán làm quán nó bự bự hết à. Chứ hồi trước thì có dài ba cái tung thôi. Giờ phát trương ra, bắt đầu nổi tiếng rồi, cái Ô Thục này cái rủ nhau lên đây làm quán rồi. Đường hư hết trơn, đường này mới làm mà bây giờ cà tưng cà tưng á, gần sống á. Thank you.
trong đây giờ có tới 4-5 cái quán gà đốt rồi, nhưng mà cái quán này là cái quán nổi tiếng đầu tiên người ta nè, là nó ở cuối cái đập. Cái quán bên kia của con ha, của người khác. Cái quán bên đó của người khác hả? Làm con gà nhỏ hay người ăn? Còn có con là người ta đặt rồi hả? Ừ. Còn có con hỏi được không được thì cũng vậy hả? Này là gà lá chúc, nướng lá chúc này nha, mặt đốt lá chúc nha bà con. Cái quán này là cái quán cuối cùng của cái đập. Ăn hoài rồi vô đây ăn hoài. Khách tới rồi tôi dẫn vô đây không? Không biết có được tiền cò gì không đây. Cỡ này quán quá trời quán rồi. Tôi tưởng nó hòa mở rộng qua cái quán cái bên kia. Hôm nay có ông Thêm, ông Châu là cô Thông, cô Hữu Lê Thông. Cô Thông là cái người xui lắm. Thank you.
quên mình. Độ cao nó trên lạc nha, cũng khoảng 10 mét, 700 mét. Ở đây là đập ô thun hay là hồ ô thun nha ông con. Ở cuộc sống vô lần là nó vừa chút xuống tới đây đi thuyền nhé, đi dưới sông trời thuyền lái đầu nó đi dạy lái chạy vô sông này gần đây là đốt lá chốt thì cũng còn được con cuối cùng. Gà này gà gì vậy? Gà đốt lá chốt trúc hay chúc chúc có điện nè.